mời bao ăn luôn nha. Bao ăn. Thử không, 5.000 đồng giá. Gian hàng nào cũng đông hết á. Mua hộp nó lời hơn. Khách bây giờ đổ xô đi đi chơi lễ hội á. Khách bây giờ là đi đổ xô đi chơi lễ hội nha cô chú anh chị. Đông lắm. Kìa, khách kia. Cái này là 290.000. Qua thử cái mèo đi anh. Nói chung là rất là nhiều gian hàng. Trời ơi, bà con đi chơi lễ hội đó. Ba học tặng một ký bơ. Ba học tặng kia ba học. Chín lạng tám được không? Hả? Chín lạng tám được không? Không được. Chậm cô ơi. Yeah.
Kia kìa, người đẹp kìa, lấy sao đi cho người đẹp kìa. Của họ đi chị với lời hơn. Em mới vui á, em mới thiệt. Của họ lời hơn. Đâu có, trời ơi. Cho chị thử luôn. Cách đổ xô đen sầu riêng chung là rất là đông luôn của tôi chị. Một hộp 100.000, một hộp 100.000, xa hồ mà chị chọn. Anh Thành phải tất tốc hành lên vui tốc hành để bán sầu riêng nha. Đó là chiến lược của Thanh sầu riêng đó. 365 đi mày. Tại tất cả các gian hàng này là không đều bán, không bán theo kiểu đó đâu. Chỉ bán tại bữa sầu riêng Hiếu Nghĩa thôi. Trẻ nhỏ để bán. Ào luôn á khách, ào ào. 315.000 luôn cô. Ăn sầu riêng. 315.000 cô. Vui ha. Gọi cho cô một cái mà vừa chín là đừng có cuối cùng là đừng có mềm. 315.000 luôn cô. Cô ăn con mềm hay con gáo? Con gáo. Con mềm. Để con lợi cho cô nha. Lợi ngon nha. Dạ ok, không ngon. Trả lại con. Con gáo mà nó đừng có chảo nha. Dạ không ngon, con chảo nhẹm cho cô ăn cơm. Tay nữa rồi. Không tay nữa hả? Chúng ta đau nữa rồi. Ăn liền không anh tay ăn. Anh Thành bất khỏe cho sầu riêng. Cái này mềm hay đáo vậy? Ở đó là dẻo cơm. Chị thử cho em, chị thử em. Thử dẻo, dẻo. Cái này của cô này. Dạ, anh Thành hiện cái mềm, bao mềm, bao mềm. Ăn thử miếng cô, ăn thử miếng đi cô. Cơm đen tươi đó. Nói chung là đừng có phải hạt ráo được rồi, là đừng có nhão được rồi. Dạ. Đưa trái gì, đưa trái thì bóng đây. Bao ăn mà đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Bao ăn mà. Chết mày rồi con ơi. Trời ơi. Trái này trái. Mua cho con này trái này. Từ nãy chưa lựa được cái kia trái nào luôn hả? Tiêm muối không? Ôi lụi, tanh bạch hết trời ơi. Rồi. Cái này của ai? Đây, của cô này. Gáo mềm nha, gáo ai đừng có nhão nha. Nè, muốn cứng hơn lấy cái này. Lắc hồng nhẹ đó. Cái nhẹ không? Cái gáo mà lắc nhẹ đó. Đúng không? Gáo là hơn cô. 340 thôi. 340.
đi em ơi. Thế này không được hả? Thế này chưa chín, chưa chín. Còn chiêu cuối cùng. Cái này gáo cô vừa chín tới khó khui cô thấy không? Chứ cái này bao ngon nè, qua lấy nè. Cái này hơi khó khui xíu. Hơi khó khui. Tại vì vừa chín tới mà. Cô thử đi cô. Không biết đi ừ. Béo lắm. Trời ơi. Mềm cô ơi, không có sượng đâu cô yên tâm. Chứ sầu riêng này mà làm khó tôi trời. Trời, đấy sầu riêng làm khó thật. Nó mới chín cái gạo của tôi. Gạo không? Còn em ơi, còn em ơi. Ủa nó hả, nhiều muối vậy? Ký 1 ký 100 ngàn này, cô ơi. Dạ không là cô, thấy nó mềm là cô. Nhiêu đây? Rồi, tới cô chỗ này, chỗ này. Ổn em. Cô cực quá vậy? 298 ngàn. Phải không cô? Đúng rồi. Trời ơi, cô chỉ mạc thanh luôn. Ôi. Cho em 2 ngàn đi, 300 ngàn chị. Cho em 2 ngàn đi, chẳng 300 ngàn. Công khui với sầu riêng đó. Không đủ hả? Cái hộp mà bỏ không đủ. Bỏ thêm hộp. 2 hộp. Dạ, 100 ngàn cô ơi. Đó, đầy hộp luôn. Ri 6 cô. Sầu riêng ri 6. 2 hộp luôn. Dạ, chưa chín chị... rồi. 300 rồi. 322. 322 ra chú. Có bớt 2 ngàn không? Dạ bớt luôn con. 320, bớt 2 ngàn. Con liều mạng bớt 2 ngàn với chú luôn. Xin bên đây không cho bớt chú. 300 rồi. Hôm nay có 100 luôn nha. Thử con miếng nha chú. Đóng rồi đi em, cái hộp này bỏ muối kia nó đầy.
trăm ngàn ký chị ơi, trăm ngàn hộp, mua 3 hộp tặng 1 ký bơ. Bao ăn, bao đủ trả. Dạ 320 ngàn. Thôi 180 em ơi. Thôi 180 em ơi. Lấy không chị? Ai lấy trái này không? Trái này bảo đảm muối nhiều luôn nè. Trái này 300 ngàn. 180 đúng không? Trái này nè, ai lấy trái này không? Dạ. Của cô trước đây. Đầu tiên đấu giá luôn. 288 ngàn. Vui không ạ chị? 288. Nếu mà dưới chiếc chữ còn anh còn nha.